Tiền vệ U22 Việt Nam nói gì khi đội tuyển bị chê? Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn tỏ ra khá buồn lòng về thành tích không tốt của U22 Việt Nam thời gian qua. U22 Việt Nam đã chính thức có mặt tại Campuchia để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, SEA Games 32. Trước đó, trong thời gian nửa tháng rèn quân trong nước, đội bóng áo đỏ nhận về nhiều hoài nghi từ phía người hâm mộ. Khi để thua cả hai trận giao hữu trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Bà Rịa, Vũng Tàu với một lối chơi không mấy thuyết phục. Chia sẻ về những thất bại này trong buổi tập mới nhất, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn cho biết toàn đội vẫn giữ được tinh thần thoải mái. Bất chấp việc U22 Việt Nam thử nghiệm đội hình và gặp đôi chút trục trặc ở chuyến tập huấn trước đó, hiện tại toàn đội đang rất hứng khởi, mong chờ và đã sẵn sàng để thi đấu ở trận đấu đầu tiên tại SEA Games 32 gặp U22 Lào. Chúng tôi vẫn đang tập trung tập luyện và cải thiện hàng ngày để có được kết quả tốt. Sau thất bại tại Doha Cup cũng những kết quả không tốt vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Chelsea đã nhận về nhiều lời chê từ phía người hâm mộ. Về điều này, Thái Sơn cho biết, những tác động của dư luận xung quanh thành tích chưa tốt của đội bóng trong thời gian qua đã khiến cho chúng tôi cảm thấy buồn. Tuy nhiên, toàn đội sẽ cố gắng từng ngày để hướng tới các kết quả tốt tại SEA Games 32, huấn luyện viên Philippe Chelsea dặn dò toàn đội hãy thoải mái tinh thần. Chiến đấu hết mình cho trận đầu tiên, còn thắng thua sẽ tính sau. U22 Việt Nam sẽ nỗ lực bảo vệ tấm huy chương vàng. Khi bị chỉ trích hay hoài nghi, ai cũng buồn nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm cao nhất. Chiều ngày 26 tháng 4, U22 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên đất Campuchia. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Chelsea được ban tổ chức bố trí tập luyện ở nhiều sân vận động khác nhau trong quá trình chuẩn bị cho kỳ đại hội sắp tới. Theo đó, ở buổi tập đầu tiên, tiền vệ Huỳnh Công Đến của U22 Việt Nam đã phải tập riêng. Cụ thể, ngay sau khi xuống xe buýt chở toàn đội, tiền vệ số 1 đã ra một góc và khởi động cùng huấn luyện viên thể lực Cedric Roger. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian tập riêng, Huỳnh Công Đến sau đó đã có thể tham gia vào các bài tập cường độ cao cùng đồng đội trên sân. Ở trận ra quân, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng, U22 Lào. Đây là cơ hội để đoàn quân áo đỏ có được khởi đầu thuận lợi tại giải đấu năm nay.